Euro 2024 tại Đức qua ghi nhận của các phóng viên VTV. Huấn luyện viên Didier Deschamps sẽ thử nghiệm sơ đồ mới tại Euro 2024. Ở tuổi 39, Ronaldo vẫn đang hướng tới thêm những kỷ lục mới. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình nhật ký UEFA Euro 2024. Thưa quý vị, ngay trong ngày hôm nay thì Đài truyền hình Việt Nam đã đạt được thỏa thuận phát sóng chính thức các trận đấu của UEFA Euro 2024. 51 trận đấu của giải đấu năm nay sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng VTV2, VTV3, VTV5 và VTV Cần Thơ. Cùng với đó sẽ được phát sóng trực tuyến trên VTV Go. Kính mời quý vị khán giả chú ý đón xem. Tính từ thời điểm này thì chỉ hơn một ngày nữa thôi là UEFA Euro 2024 đã chính thức được khởi tranh rồi. Và lúc này thì bầu không khí vô cùng sôi động của Euro đã bao trùm khắp các thành phố và các sân vận động tại Đức. Mời quý vị cùng tới với những ghi nhận của phóng viên Đài truyền hình Việt Nam. Ngoài những trận đấu được phát sóng trọn vẹn trên các kênh sóng của VTV thì các phóng viên của VTV tác nghiệp tại Đức sẽ gửi tới quý vị những hình ảnh sinh động nhất từ nước Đức xa xôi. Tôi đang có mặt ở quảng trường Marienplatz ở trung tâm thành phố Munich của Đức. Lúc này là khoảng giữa giờ trưa, giờ địa phương, và rất đông cổ động viên của đội tuyển Scotland đã đổ về đây. Trong những ngày qua, ngày hôm nay và cả ngày mai nữa sẽ có 200.000, quý vị không nghe nhầm đâu, 200.000 cổ động viên Scotland sẽ đổ về thành phố Munich để tiếp lửa cho đội tuyển Scotland trong trận đấu khai màn với đội chủ nhà Đức. Sân Munich Arena, hay còn được biết đến với tên gọi Allianz Arena, sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc và trận khai mạc của Euro 2024. Đây là sân vận động đầu tiên trong lịch sử tổ chức các trận đấu tại hai kỳ Euro liên tiếp. Ở Euro 2020, sân Munich Arena đã đăng cai 3 trận đấu ở vòng bảng. Hiện tại, sân vận động với sức chứa 66.000 chỗ ngồi này đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng để đón chào các đội tuyển và hàng ngàn cổ động viên tới đây tranh tài. Trọng tài bắt chính trong trận khai mạc cũng đã được UEFA chỉ định, đó là Clément Turpin. Vị trọng tài người Pháp đã cầm còi ở nhiều giải đấu lớn trước đây, gần nhất là World Cup 2022 khi ông bắt chính trong 3 trận đấu. Ở cấp độ câu lạc bộ, trọng tài Turpin cũng đã điều khiển trận bán kết lượt đi của UEFA Champions League năm nay giữa Real Madrid và Bayern Munich. Vâng, có thể nói vào lúc này thì không khí vô cùng sôi động của Euro 2024 đã bao phủ khắp các con đường tại Đức rồi. Điều gì sẽ chờ đợi quý vị khán giả trong những ngày tranh tài sắp tới? Trước tiên hãy cùng với chúng tôi điểm qua những thông tin tổng quan về Euro 2024. UEFA Euro 2024 là kỳ Euro thứ 17 trong lịch sử và là lần thứ 2 nước Đức được chọn làm quốc gia chủ nhà đăng cai. Năm nay, Euro sẽ được diễn ra ở 10 sân vận động thuộc 10 thành phố khác nhau. Trong đó trận khai mạc sẽ diễn ra tại sân Munich Arena ở thành phố Munich, còn sân Olympia Stadium ở thủ đô Berlin được chọn là nơi tổ chức trận chung kết. Đây cũng là kỳ Euro thứ 3 quy tụ 24 đội tuyển tham dự, trong đó đội tuyển Georgia có lần đầu tiên góp mặt. Ngược lại, đội chủ nhà của giải đấu, đội tuyển Đức là đội đã tham dự vòng chung kết nhiều nhất với tất cả 14 lần, và cùng với đội tuyển Tây Ban Nha là đội giành nhiều chức vô địch nhất với 3 lần. Tổng số tiền thưởng của Euro 2024 sẽ rơi vào khoảng 331 triệu euro. Để đảm bảo cho Euro 2024 được diễn ra một cách suôn sẻ, nước chủ nhà Đức đã chi ra hơn 2 tỷ euro cho việc nâng cao cơ sở hạ tầng, tổ chức các lễ hội, sự kiện cũng như đảm bảo vấn đề an ninh. Dự kiến sẽ có hàng triệu du khách quốc tế có mặt tại Đức trong thời gian diễn ra giải đấu, qua đó kỳ vọng mang về khoản doanh thu lên tới 250 triệu euro. Quý vị đang cùng theo dõi chương trình Nhật ký Euro 2024. Chiếc đồng hồ thế giới đang đếm ngược từng giờ tới ngày khai màn của Euro 2024. Và các cổ động viên cũng đang háo hức chờ đợi 51 trận đấu ở phía trước. Và chúng tôi cũng vậy. Hoàng Cường, Quang Trung, phóng viên Đài truyền Việt Nam, tác nghiệp từ Cộng hòa Liên bang Đức. Ngay trong ngày khai mạc của Euro 2024 thì người hâm mộ sẽ được chứng kiến rất nhiều những cuộc tranh tài hấp dẫn, trong đó có sự góp mặt của những ứng cử viên cho chức vô địch, đó là đội tuyển chủ nhà Đức và đội tuyển Tây Ban Nha. Trong khi đội tuyển chủ nhà Đức sẽ chỉ phải gặp một đối thủ được đánh giá thấp hơn là đội tuyển Scotland, thì đội tuyển Tây Ban Nha sẽ phải gặp đội tuyển Croatia, một đối thủ được đánh giá là sẽ khó chơi hơn rất nhiều. Là đội chủ nhà của Euro 2024 và đặt mục tiêu tiến sâu tại giải đấu năm nay, nhưng quá trình chuẩn bị của đội tuyển Đức là không thực sự ấn tượng. Kể từ khi bổ nhiệm ông Julian Nagelsmann vào vị trí huấn luyện viên trưởng, đội tuyển Đức đã trải qua tổng cộng 9 trận giao hữu, trong đó thắng 5, hòa 2 và thua 2. Mới đây nhất, đội tuyển Đức đã hòa đội tuyển Ukraine không bàn thắng. và chỉ có thể vượt qua đội tuyển Hy Lạp với cách biệt một bàn. Tuy nhiên, đối thủ của họ, đội tuyển Scotland, cũng mới chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất. Về tình hình lực lượng, ngoại trừ sự thay đổi người bất ngờ khi Emre Can thế chỗ của Aleksandra Pavlovic, đội tuyển Đức sẽ có được lực lượng tối ưu. Còn đội tuyển Scotland vừa mới phải thay thế 2 cầu thủ Linđin Dykes và Ben Doak do chấn thương vào phút chót. Trong khi đó, đội tuyển Tây Ban Nha lại rơi vào một bảng B khó khăn hơn nhiều với sự góp mặt của nhà đương kim vô địch Italia và đội tuyển Croatia, đối thủ của họ trong trận ra quân. Đội tuyển Croatia luôn là một đội bóng khó chịu với đội tuyển Tây Ban Nha, bởi ở 2 lần gần nhất gặp nhau tại các giải đấu lớn, đội tuyển Tây Ban Nha đều phải cần tới hiệp phụ mới có thể giành chiến thắng. Cả hai đội đều có những chiến thắng ấn tượng trong loạt trận giao hữu trước thềm Euro. Đội tuyển Tây Ban Nha ghi tới 10 bàn vào lưới của hai đối thủ yếu là Andorra và Bắc Ireland, còn đội tuyển Croatia xuất sắc vượt qua đội tuyển Bồ Đào Nha 2-1 ngay trên sân khách. Với chuỗi phong độ kể trên cùng lực lượng mạnh nhất, đây dự kiến sẽ là một trận đấu cân tài cân sức. Đêm mai thì Euro 2024 đã chính thức được khởi tranh rồi, và trong thời điểm này thì báo chí châu Âu cũng để ý nhất cử nhất động của các đội bóng tham dự. Trong đó thì một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch đó là đội tuyển Anh cũng đang gặp phải một số vấn đề. Những tờ báo thể thao lớn của Anh ngày hôm nay đều đồng loạt đưa tin về việc trung vệ John Stones bị ốm. Tờ Daily Telegraph giật tít virus gây sốt đang có dấu hiệu lây lan tại nơi đội tuyển Anh tập luyện, và cho biết John Stones hiện đã được cách ly để hạn chế tối đa nguy cơ lây bệnh cho các đồng đội. Daily Star thì dành sự thông cảm cho cầu thủ 30 tuổi khi John Stones đã nhiều lần gặp vấn đề về sức khỏe trong thời gian qua, và khả năng trung vệ này khi bình phục để góp mặt trong trận ra quân của đội tuyển Anh đang bị đặt dấu hỏi lớn. Tờ Lequipe của Pháp thì đăng tải hình ảnh các cầu thủ Pháp đặt chân xuống sân bay cùng dòng tít hội quân. Đội tuyển Pháp lúc này đã có mặt ở đại bản doanh tại làng Bath Leaf Spring và có những buổi tập để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Áo. Đối thủ nằm cùng bảng D với đội tuyển Pháp là đội tuyển Hà Lan thì đang phải đối mặt với nhiều nỗi lo khi vừa chia tay 3 trụ cột nơi hàng tiền vệ. Trong bối cảnh đó, tờ Sportvereel của Hà Lan đã gọi trận gặp đội tuyển Ba Lan sắp tới là màn thử lửa thực sự của thầy trò huấn luyện viên Ronald Koeman. Trước Euro 2024 thì đội tuyển Đức đã phải trải qua những giải đấu quốc tế đáng thất vọng khi mà họ đã phải dừng bước ngay tại vòng bảng của 2 kỳ World Cup gần nhất và cũng chỉ có thể đi đến được vòng 1/8 của Euro 2020. Thế nhưng tại Euro 2024 thì người hâm mộ Đức vẫn có lý do để có thể dành sự kỳ vọng cho đội tuyển của mình. Mời quý vị cùng tới với những ghi nhận của các phóng viên Hoàng Cường, Quang Trung tại Đức. Chào mừng bạn đến với nước Đức. Không khí thật tuyệt vời, chúng tôi đang ngóng chờ các trận đấu của Euro năm nay. Phong độ của đội tuyển Đức giờ không tốt lắm. Tôi kỳ vọng đội sẽ vào tới chung kết, nhưng tôi cũng không chắc lắm đâu. Chúng tôi sẽ thắng mọi trận đấu chứ. Trận mở màn gặp Scotland, chúng tôi sẽ thắng 3-0. Thông tin tiếp theo sẽ đến từ bảng D, bảng đấu có sự góp mặt của các đội tuyển Pháp hay là đội tuyển Hà Lan. Ở thời điểm này thì những vấn đề về nhân sự đang mang tới sự lo lắng khiến cho đội tuyển Hà Lan cần phải tìm kiếm những phương án thay thế. Với việc mất 3 cầu thủ chỉ trong 3 ngày vì chấn thương, trước thềm trận gặp đội tuyển Ba Lan, huấn luyện viên Ronald Koeman đã phải triệu tập bổ sung Joshua Jiggy và Jan Maasen. Tiền vệ Jan Maasen đã kịp góp mặt cùng đội tuyển Hà Lan tại Đức. Khi được chọn để thay thế Frankie de Jong, tiền vệ này còn đang nghỉ mát ở đảo Mykonos của Hy Lạp. Cha của Maasen đã lái xe 6 giờ đồng hồ từ Hà Lan tới Đức để giao giày bóng đá và các vật dụng cá nhân khác để anh kịp thời tham gia tập luyện. Với sự tiếp sức của gia đình, Jan Maasen có thể sẽ là sự thay thế cần thiết và hữu ích cho đội tuyển Hà Lan tại Euro năm nay. Ngay sau khi có mặt tại Paderborn, đội tuyển Pháp đã lập tức ra sân tập để nhanh chóng thích nghi với điều kiện thi đấu tại Đức. Với lực lượng hùng hậu hiện có, huấn luyện viên Didier Deschamps đang lên kế hoạch trở lại sơ đồ đội hình 4-3-3 tại kỳ Euro 2024, bởi đội tuyển Pháp có sự kết hợp giữa các tài năng trẻ với nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm, và nhất là ngôi sao Kylian Mbappé. Đội tuyển Pháp được đánh giá cao nhất tại bảng D và họ sẽ bắt đầu hành trình Euro 2024 với trận gặp đội tuyển Áo vào rạng sáng ngày 18 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Nói về những ngôi sao tề tựu tại Đức ở mùa hè năm nay thì không thể không kể tới cái tên Cristiano Ronaldo. Ở tuổi 39 thì siêu sao này vẫn đang không ngừng cống hiến cho đội tuyển Bồ Đào Nha để hướng tới thêm những kỷ lục mới. Ngay từ khi được điền tên vào danh sách đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự Euro 2024 thì Cristiano Ronaldo đã có được một kỷ lục. Đó là trở thành cầu thủ đầu tiên góp mặt ở 6 vòng chung kết bóng đá châu Âu. Điều đó đã đủ nói lên sự bền bỉ của tiền đạo màu số 7. Dù đã bước sang tuổi 39, nhưng Ronaldo vẫn đang đều đặn tỏa sáng trong cả màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Ở mùa giải vừa qua, Ronaldo đã ghi tới 35 bàn cho Al Nassr tại Saudi Pro League, con số mà ngay cả những tiền đạo trẻ trung hơn nhiều cũng chưa chắc có thể đạt tới. Cristiano đang chơi rất hay ở Al Nassr. Cậu ấy là một tiền đạo tuyệt vời và là cầu thủ duy nhất 6 lần tham dự Euro. Đó là một kỷ lục rất ấn tượng và đội tuyển Bồ Đào Nha rất cần kinh nghiệm của cậu ấy. Ronaldo đã ghi 14 bàn trong 5 lần tham dự Euro trước đây và 130 bàn trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Tất cả đều là những kỷ lục mà anh đang nắm giữ và là động lực để Ronaldo tiếp tục tỏa sáng tại Euro 2024. Không chỉ để nối dài những kỷ lục, mà còn để anh có cơ hội được một lần nữa nâng cao chiếc cúp vô địch trong kỳ Euro cuối cùng của mình. Tại Euro 2020 thì đội tuyển Italia đã giành được chiếc vô địch và chắc chắn là họ sẽ muốn tái hiện kết quả này tại Euro 2024. Ngay trước thềm buổi lễ khai mạc thì Liên đoàn bóng đá Italia đã thực hiện một clip rất hào hùng và cảm xúc để có thể động viên toàn đội. Song song với việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho các phương án thi đấu, đội tuyển Italia còn gây ấn tượng mạnh với vẻ đẹp thời trang khi di chuyển tới Đức. Và trước thềm vòng chung kết Euro 2024, toàn đội đã cùng người hâm mộ bóng đá Italia cất cao tiếng hát để tự tin bước vào hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch. Vâng, chúng ta sẽ cùng chờ đợi hành trình của đội tuyển Italia tại Euro 2024. Còn trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi cập nhật lịch thi đấu của các trận đấu tại vòng bảng trong ngày 15 tháng 6. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả cho chương trình ngày hôm nay. Kính chào tạm biệt quý vị. Trong ngày 15 tháng 6, Euro 2024 sẽ diễn ra 3 trận đấu, trong đó tại bảng A, trận đấu khai mạc sẽ là màn so tài giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Scotland, được phát sóng lúc 2 giờ. Lúc 20 giờ, đội tuyển Hungary sẽ có cuộc so tài với đội tuyển Thụy Sĩ tại bảng A. Còn vào lúc 23 giờ thì đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Georgia sẽ có cuộc so tài tại bảng B. Tất cả các trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của Đài truyền hình Việt Nam. Trước đó sẽ là phần bình luận trước trận. Kính mời quý vị khán giả chú ý đón xem. 10 thành phố náo nhiệt với 10 sân vận động hiện đại. Cùng bầu không khí sôi động sẽ trở thành sân khấu để những ngôi sao hàng đầu tỏa sáng. Nước Đức đã sẵn sàng cho Euro 2024. Khán giả truyền hình cả nước sẽ được dõi theo toàn bộ 51 trận đấu cùng các chương trình bình luận trường quay và các chương trình đồng hành đặc sắc trên VTV với các phóng viên tác nghiệp tại khắp các thành phố của nước chủ nhà. Đón xem Euro 2024 trên VTV.